thắng dễ Senegal, đội tuyển Anh gặp Pháp ở tứ kết World Cup 2022. Đội tuyển Anh giành quyền vào tứ kết World Cup 2022 sau khi thắng đậm Senegal với tỷ số 3-0. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, đội tuyển Anh không hay hơn đối thủ. Các học trò của huấn luyện viên Gareth Southgate kiểm soát bóng áp đảo nhưng không tạo ra nổi một cơ hội hay thậm chí một pha tấn công đáng xem trong khoảng hơn nửa giờ thi đấu đầu tiên. Senegal nhập cuộc bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, quyết liệt với tinh thần quyết tâm cao. Họ khiến đội tuyển Anh luôn bị đặt trong trạng thái phải tranh chấp mỗi khi đội bóng châu Âu phối hợp vượt qua vạch giữa sân. Trong thế phòng ngự phản công, Senegal hai lần khiến đối thủ thất tìm với những cơ hội dứt điểm ở rất gần khung thành. Video: Anh 3-0 Senegal. Cuối hiệp 1, đại diện châu Phi bắt đầu mạnh dạn giữ bóng chơi tấn công, dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, đó dường như là ý đồ của đội tuyển Anh kéo đối thủ dâng cao và lộ ra sơ hở. Senegal rơi vào bẫy và phải trả giá bằng hai bàn thua chống vánh. Jordan Henderson mở tỷ số ở phút 38 trong tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên của đội tuyển Anh. Henry kết lập công dân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ. Cả hai tình huống đều là phản công. Bước sang hiệp 2 với lợi thế dẫn trước hai bàn, đội tuyển Anh tiếp tục thực hiện chiến thuật trình trập. Senegal buộc phải tấn công nhưng họ không rút ra bài học sau hai bàn thua ở cuối hiệp 1. Đội tuyển Anh sớm kết liễu đối thủ ở phút 57 với bàn thắng của Bukayo Saka. Trong phần còn lại của trận đấu, đội tuyển Anh duy trì thế trận an toàn. Thủ môn Jordan Pickford không phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nào. Đội tuyển Anh thắng 3-0 và giành quyền vào tứ kết World Cup 2022 gặp đội tuyển Pháp. Kết quả: Anh 3-0 Senegal. Ghi bàn: Anh Henderson phút thứ 38, Kane 45+3, Saka phút thứ 47. Mưa lớn dồn dập ở các tỉnh miền Trung khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Mưa lớn liên tiếp trút xuống miền Trung những ngày qua khiến 5 người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng. Ngày 4 tháng 12, theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung trong những ngày qua đã khiến ít nhất 5 người chết. Trong đó, Thừa Thiên Huế 3 người chết do lũ cuốn, còn tại tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 2 trường hợp tử vong do dông lốc làm cây đổ đè vào người. Bên cạnh đó, mưa lũ còn khiến gần 3.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, 28 hectare hoa màu bị thiệt hại, nhiều điểm giao thông bị sạt lở, ngập lụt. Đáng lo ngại, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn từ 70 đến 150mm, có nơi trên 200mm trong những ngày tới. Đợt mưa lớn còn có khả năng kéo dài đến ngày 9 tháng 12. Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các sông có thể lên mức báo động 1 đến 2, có nơi trên báo động 2, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi, ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị lớn. Để chủ động ứng phó thiên tai, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, thực hiện các biện pháp phòng tránh mưa lũ, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt chia cắt, chủ động sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cũng đề nghị các địa phương, bộ ngành và đơn vị quản lý hồ chứa kiểm tra, rà soát, vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, hồ chứa đã đầy nước, bố trí lực lượng thường xuyên túc trực, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, chia cắt, đồng thời sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm cấp nhà nước Đại Hàn Dân Quốc. Khoảng 15 giờ 10 phút chiều 4 tháng 12 giờ địa phương, chuyến cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeol. Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn tại sân bay diễn ra trọng thể với hai hàng tiêu binh danh dự, bông súng chỉnh tề hai bên thảm đỏ và đoàn thứ nhì Hàn Quốc tặng hoa chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thủ đô Seoul. Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Dinh, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Jang-ju và một số quan chức ngoại giao Hàn Quốc. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Hàn Quốc là quốc gia nằm ở phía nam bán đảo Triều Tiên, có dân số 51,62 triệu người, là nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, thứ 10 thế giới. Tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2021 đạt 2057 tỷ USD, tăng 6,4% so với năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35.168 USD, dự trữ ngoại hối năm 2021 đạt 499 tỷ USD. Quan hệ hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc đã đi được chặng đường 30 năm 1992 đến 2022, với nhiều dấu ấn quan trọng và nổi bật, được coi là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ bang giao. Sự tin cậy, hiểu biết giữa hai nước ngày càng được củng cố. Hai nước đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, thực chất, hiệu quả. Các cơ quan hai bên đang tích cực phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.
Nền tảng cho phát triển quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam là cơ cấu kinh tế bổ trợ lẫn nhau và nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa. Dự kiến trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc, chứng kiến lễ ký kết, trao đổi một số văn kiện hợp tác. Chủ tịch nước cũng sẽ có các cuộc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Cũng theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc, tiếp các tổ chức kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc. Nguyên nhân sập dàn đèn sân khấu nhạc nước ở Bình Dương. Dù sập dàn đèn sân khấu nhạc nước tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương được xác định do mưa lớn, gió giật mạnh. Ngày 4 tháng 12, đại diện công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết nguyên nhân ban đầu vụ sập dàn đèn sân khấu nhạc nước tại công viên Hòa Lợi, phường Hòa Phú do thời tiết xấu, mưa to và gió giật mạnh. Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đến hôm nay, 4 người sức khỏe ổn định, xuất viện, 2 người còn lại đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện. Sự kiện ca nhạc tại công viên Hòa Lợi, phường Hòa Phú do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ông Giàng tổ chức. Sân khấu nhạc nước nói trên mới được khai trương phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho công dân và cư dân quanh khu vực tại công viên Hòa Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Trước đó, tối mùng 3 tháng 12, nhiều người đang vui chơi tại sân khấu nhạc nước trong công viên The Sun Casa, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Lúc này, dàn đèn sân khấu bằng khung sắt bất ngờ đổ sập đè lên nhiều người đang đứng phía dưới. Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ về nước. Sau buổi tập chiều mùng 4 tháng 12 của tuyển Việt Nam tại Bà Rịa Vũng Tàu, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đáp chuyến bay về Hàn Quốc để nhận huân chương ngoại giao do chính phủ Hàn Quốc cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng. Đội tuyển Việt Nam sau trận giao hữu với Dortmund ở Hà Nội đã vào Bà Rịa Vũng Tàu tập huấn từ ngày mùng 2 tháng 12 trong thời gian huấn luyện viên Park Hang-seo về nước. Trợ lý Lee Jang-jin sẽ làm thay công tác huấn luyện đến ngày mùng 7 tháng 12 và 3 ngày sau, cả đội trở lại Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Philippines. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được trao tặng huân chương ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 1992. Nhà cầm quân người Hàn Quốc, người viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam với Mỹ từ phép màu Park Hang-seo được đánh giá là góp công lớn trong việc giao lưu, hợp tác giữa hai nước. Ông Park sẽ nhận huân chương ngoại giao hạng nhì Hun Kin-jang của chính phủ Hàn Quốc. Đây là phần thưởng cao quý trao cho những người có đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy tình hữu nghị của Hàn Quốc với các nước, gồm có năm hạng Hwang Kwa-jang, Hun Kin-jang, Sang Ni-sang, Chang Kwi-sang và Su San-jang. Ông Park Hang-seo là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017. Ông đã đạt được thành tích xuất sắc trong các giải đấu quốc tế khác nhau, nâng cao tính thân thiện và tình cảm hữu nghị của chính phủ Việt Nam và người dân địa phương, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, góp phần to lớn vào việc cải thiện mối quan hệ. Ông thầy người Hàn Quốc đã mang về nhiều thành tích vượt bậc kể từ khi cùng lúc dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2017, ông đã dẫn dắt tuyển quốc gia giành chức vô địch AFF Cup 2018 lần đầu tiên sau 10 năm, đồng thời lọt vào tứ kết tại cúp bóng đá châu Á 2019 và vào vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á cho World Cup 2022 tại Qatar. Sự huấn luyện của ông Park cũng tỏa sáng ở đội tuyển U23 quốc gia. Ông có ngôi Á quân tại giải vô địch U23 châu Á 2018 và lần đầu tiên đưa tuyển Olympic Việt Nam vào bán kết tại ASEAN 2018 tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games diễn ra sau đó vào năm 2019 và 2021. Ông Park đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam. Ghi nhận thành tích này, huấn luyện viên Park Hang-seo là người nước ngoài đầu tiên trong giới bóng đá Việt Nam nhận huân chương lao động hạng nhì của vào năm 2020. Cuộc chơi lý thú của huấn luyện viên Park Hang-seo kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm sau. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết đã thống nhất không gia hạn hợp đồng với ông. Lúc này, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho biết nhờ có sự ủng hộ, động viên vô hạn của các cầu thủ, VFF và người dân Việt Nam, tôi mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hơn 5 năm, tôi đã trải qua với đội tuyển quốc gia Việt Nam thực sự quý giá. Lúc mới nhậm chức, tôi đã nói luôn cố gắng làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Và nếu thông qua tôi mà mối quan hệ giữa hai nước cải thiện, tôi sẽ cố gắng hết sức, cả trong tương lai. Khởi tố thêm 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành phố. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới hối lộ, quy định tại Điều 365 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 7 bị can. Theo đó, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự đối với 3 bị can. Vũ Hồng Quang, sinh năm 1977, Phó trưởng phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải. Vũ Ngọc Minh, sinh năm 1961, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Lý Tiến Hùng, sinh năm 1969, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là chuyên viên vụ khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự đối với 3 bị can.
Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1987, lao động tự do, Đào Minh Dương, sinh năm 1971, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pisasun, Nguyễn Thế Dũng, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch, Thương mại Sang Trọng. Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố về tội môi giới hối lộ, quy định tại Điều 365 Bộ Luật Hình sự đối với Phạm Thị Kim Ngân, sinh năm 1982, cán bộ phòng trị sự, tạp chí Thanh tra Chính phủ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với các bị can nêu trên. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là diễn biến mới trong quá trình Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Gần đây, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can. Nguyễn Hồng Hà, sinh năm 1964, nguyên cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, về tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Nguyễn Lê Ngọc Anh, sinh năm 1988, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Hoàng Anh Kiếm, sinh năm 1978, nghề nghiệp tự do, về tội đưa hối lộ quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án, ngày 27 tháng 9 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Quang Linh, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1974, tại thành phố Hà Nội, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nơi ở hiện nay là phường Hàng Bạc, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thân, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ để điều tra về hành vi nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội nhận hối lộ đối với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và hai bị can khác gồm Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Bốn cán bộ của Cục lãnh sự bị khởi tố về tội nhận hối lộ gồm Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1974, Cục trưởng Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Đỗ Hoàng Tùng, sinh năm 1980, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Lê Tuấn Anh, sinh năm 1982, Chánh văn phòng Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Lưu Tuấn Dũng, sinh năm 1987, Phó trưởng phòng bảo hộ công dân Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can Nguyễn Mai Anh, sinh năm 1976 tại Quảng Ninh, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ, Ngô Quang Tuấn, sinh năm 1984 tại Hà Nội, chuyên viên vụ hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải, Trần Văn Dự, sinh năm 1961 tại Thái Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Vũ Sĩ Cường, sinh năm 1986 tại Hưng Yên, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, cùng về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự.